Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tham gia dự án CPB của Money nha các bạn. Khi tham gia dự án các bạn sẽ có thể tham gia mà ăn chia 10.000 token ZEFP nha các bạn. Token này nha các bạn. Rồi token này thì rất là có giá trị nha các bạn. Một ETH thì bằng 350 token EZB ESPEC. Một JPEC bằng một token bằng 0.0028.5 ETH cho các bạn. Đây thì rất là tiềm năng luôn các bạn. Còn chương trình airdrop này sẽ kết thúc 28 ngày nữa sẽ phân phối về cho tất cả các bạn nha. Rồi để tham gia giá các bạn đi phần link mô tả của mình, các bạn đăng ký một cái email nha các bạn. Rồi điền địa chỉ email của mình vào nè. Rồi các bạn lấy địa chỉ với ETH nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ với chớp wallet hoặc là MetaMask nha các bạn. Rồi bạn mở với chút wallet lên nè. Những kèo airdrop này các bạn bỏ ra 5 phút 3 phút gì các bạn làm đi các bạn. Sau này mình sẽ nó phân phối về mình đem lên sàn mình bán thôi. Bạn nào biết bán thì có thể liên hệ với mình hướng dẫn cho các bạn. Rồi bạn bấm sao chép nha. Rồi các bạn trở về bên con ấy nè, con bán địa chỉ ETH của mình vào nè. Rồi các bạn chỉ việc bấm nút gỡ đi thôi, rất là đơn giản tất cả các bạn. Sorry. Ok, sau khi tất cả các bạn bấm nút gỡ đi, nó sẽ hiện ra số dư là một tôi cần EFP EFIC nha tất cả các bạn. Các bạn vào mở mail vào mở config nha các bạn. Một tôi cần FPC bằng 0.0028 ETH. Rồi nó gửi về cho mình một cái mail nữa các bạn. Rất là ngon lành nha các bạn. Rồi cố gắng làm kiểu này nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào xanh này nha các bạn. Rồi như vậy là thành công nha các bạn. Màu xanh mới được nha các bạn. Verify account này nè. Rồi vậy video mình kết thúc, các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày thật là may mắn các bạn.